我们学第六课父亲亲近。Chúng ta học tiếp bài số 6, người cha vào kinh thành, vào trong thành phố ha. Chinh ở đây tức là thành phố đó. Rồi chúng ta sẽ học từ mới trước nha. Mọi người chuẩn bị sách ha. Mình sẽ học là bài số 6 là Phu Chin Chin Chin. Chúng ta sẽ học từ mới trước, rồi sau đó là quay lại học bài văn này nha. Mời các em theo thầy đọc phần từ mới nha. Sân chữ từ số 1. Tà loan loan bình chinh công tư trải sơ. Mọi người lưu ý là cái chữ cờ ha, đọc là chữ trải sơ. Nén tỷ huân sự Quẩy nản. Từ số 7 mọi người lưu ý là cái chữ quẩy này chúng ta đọc là quẩy, đọc thanh hai chứ không đọc quay nha. Dinh quay bởi vì, nhưng mà chữ này đọc thanh hai. Quẩy nản. Tuy xiang Chủ lợ ỷ ngoại. Từ chủ lợ từ CH mình đọc uốn lưỡi nhấn mạnh ha. Chủ lợ ỷ ngoại. Thông chính tả lý. Phây dung Trung ý Rẩn bú chu Rẩn Huấy Khẩu chi Nén chi Lén tai Tổng sự Chân luân Phỉnh chuyên Chen Kháng Xiao hơ Hoa sân Quả tử Hở thao Hồng trảo儿媳妇孙子叔叔几乎莫名其妙từ quy đọc là chi莫名其妙解释恍然大悟嗨夫估计富裕掏好几眼圈儿不好意思热闹Rồi bây giờ thầy giải thích từ mới nha. Tà loan là làm xáo trộn, làm lộn xộn. Chữ loan tức là lộn xộn ha. Hẳn loan, ni đã phán chen hẳn loan, phòng của bạn rất là lộn xộn. còn cái tâm của mình nó bị lộn xộn, tức là tâm của mình nó không được, nó rất là phiền não, thì người ta cũng nói là của ta xin hẳn loan, tức là tâm mình rất là phiền muộn ha. Loan chi ba chảo là lộn xộn ha. Loan, mọi người thấy là chữ loan này nó có bổ thiệt ở bên trái, tức là cái thiệt, bổ thiệt là cái chữ sở, sở là cái đầu lưỡi, cái lưỡi của mình ha. Cái lưỡi của mình có cái móc bên phải ha. Tức là sao? Tức là mình trước khi mình nói chuyện mình phải làm sao? Cái lời nói của chúng ta phải uốn lưỡi ha, nó có lưỡi câu thấy không? Cái lưỡi chúng ta phải uốn lưỡi nhiều lần trước khi chúng ta nói, ý là chúng ta phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi chúng ta nói để không có làm đảo lộn mọi thứ ha. Phỉnh chinh là phẳng lặng, yên tĩnh ha. Từ chinh này là an chinh, là yên tĩnh á. Chơ lì hẳn an chinh, ở đây rất là yên tĩnh. Phỉnh là bằng phẳng, phỉnh chinh. Công chữ, tiền lương. Từ chữ, mọi người thấy chữ chữ này là liên quan đến tiền bạc tài sản, tức là có bổ bối, thấy không? Cái chữ chữ này là có bổ bối ở dưới, còn bổ trên bổ bối đó là chữ lần. Ý chữ lèng chữ, chữ là lần ha, số lần. Vậy là tiền lương tức là gì? Chi làm nhiều, tức là tháng nào, mỗi một tháng có một lần được phát tiền lương. Và cái chữ tiền thì liên quan chữ bổ bối. Ý là vậy. Từ số 4 là trải sơ, màu sắc ha. Diễn sơ, trải sơ là màu sắc, color. Nén tỷ, cuối năm. Chữ tỷ là cuối, là đáy, đáy của phần một năm, tức là cuối năm. Huân sự, việc cưới hỏi, cưới xin. Quẩy nán, đọc là quẩy ha, không đọc là quay, nào là quẩy. Và chữ nán đọc là nán, động từ ha, nào là quẩy nán, làm khó. Nì quẩy nán của lợ, bạn làm khó tôi rồi. Bú giao quẩy nán tha, đừng có làm khó anh ấy. Tuy xiang, đối tượng, đối tượng. Chữ xiang này còn có nghĩa là con voi nữa ha, cũng là chữ xiang này. Chú là ỷ vai, ngoài ra. Chữ ngoài chấm chấm chấm, tức là ngoài một cái sự việc hay là một cái danh từ, một con người nào đó ra, ngoài một cái đối tượng gì gì đó ra. Chú lợ chấm 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 ỷ vai. Phần chú lợ ỷ vai này chúng ta sẽ được sử dụng, sẽ được học lại trong phần giải thích từ mới ha, có dấu sao đó. Thông chính tả lì là thấu tình đạt lý, tức là cái người hiểu chuyện ha, gọi là thấu tình đạt lý. Thông chính tức là thấu hiểu cái tình tiết sự việc. Tả lì tức là cái người là hiểu đạo lý, gọi là tả lì đạt lý ha. Thấu tình đạt lý là thông chính tả lì. Phây dùng, chi phí tiêu xài gọi là phây dùng. Phây là chi phí ha, chư phây dùng là sử dụng, là cái chi phí để tiêu xài. Trung dĩ, cuối cùng. Cái từ trung này có nghĩa là cuối. Ví dụ như là từ trung sân ta sự. Trung sân là trung thân. Trung thân tức là cả đời. Ta sự là việc lớn. Việc lớn của cả đời. Thường người ta ám chỉ việc cưới hỏi ha. Trung. Rần bú chu. Rần bú chu là không nhịn được nữa. Cái từ rần bú chu này là không thể chịu nổi, không thể nhịn được. Chữ rần này là động từ, đây là một bổ ngữ khả năng nha. Rần là động từ, sau đó đến chữ pu là từ phủ định, và sau từ phủ định pu đó là chữ chu là bổ ngữ kết quả. Thành ra là cấu trúc của nó là động từ cộng pu hoặc tơ cộng với từ chỉ kết quả. Đây là người ta gọi đây là bổ ngữ khả năng ha. Rần bú chu là bổ ngữ khả năng. Rần, rần là nhịn, nhịn chịu đựng. Mọi người thấy là chữ nhịn á, nhịn hoặc nhịn, ta thấy là dưới có bổ tâm. Rồi trên là trên cái tâm mình là con dao. Con dao có nghĩa là rất là sắc nhọn, rất là bén, là rất là dễ gây tổn thương, tức là những cái sự việc mà người ta đâm chọt vào tâm mình á, thì mình phải làm sao? Nhịn. là ta thấy là bộ đao nó có một cái gạch, một cái dấu chấm, nó tức là kéo dài đó. Nếu mà kéo dài ra tức là gạch bỏ, tức là gạch bỏ cái con dao đi. Tức là mình phải xem là những lời nói như dao sắc nhọn, sắc bén như dao, găm là mình phải xem như là không. Cho nên là chữ nhịn là vậy ha. Rồi hủy là lần, là về, là lần. Cửa là một phó từ để nhấn mạnh ha. Ví dụ như là cửa ai, yêu, đáng yêu, cửa ai, cửa pa. Khẩu chi là khẩu khí. Khẩu khí tức là cái giọng nói của mình nặng nhẹ gọi là khẩu khí ha. Khẩu khí lớn, khẩu khí tự tin chẳng hạn. Nén chi là tuổi tác. Nói chung chung về tuổi tác ha. Nén chi, bu xèo là tuổi tác không còn nhỏ nữa. Lén tai, ngay cả, cũng, cả, lẫn, cả người, cả người lẫn tiền đều bị lừa chẳng hạn. Lén tai tức là cả A lẫn B á, lén A tai B ha. Tùng sư, là hiểu chuyện, tùng là hiểu, sư là sự việc, hiểu sự việc đó, hiểu chuyện ha. Là biết cách, biết suy nghĩ đó. Tranh luận, là tranh luận, tranh là đấu tranh, tranh giành, đấu tranh, chiến tranh. Còn chữ luân, luân có nghĩa là thảo luận, đây là tranh luận. Bình quân, bình quân là cái con số bình, tính trung bình đó ha. Chen, là cái vai. Cái chữ vai, cái chữ chen này ta thấy là trên là bộ gì? Bộ hổ. Ở dưới bộ hổ đó là có một bộ, gì? Bộ nhục là bộ nguyệt á. Tức là cái vai là một bộ phận của cơ thể con người cho nên nó có bộ nhục. Bộ nhục tức là bộ nguyệt á. Kháng là vác, là khiêng. Khiêng vác thì phải làm sao? Phải ra, phải dùng công sức cho nên có bộ cong bên phải. Và vác bằng tay cho nên có bộ thủ bên trái, đó là kháng nha. Xeo hơ hơ là cười khà khà. Hoa sân, đậu phộng, lạc. Qua giữa, hạt dưa. Qua là trái dưa ha. Qua giữa, hạt dưa. Khửa thảo, là hồ đào. Có thể đọc là thanh hai, khửa thảo cũng được. Nó là thực vật cho nên sao? Có bộ mọc bên trái ha. Húng chào ở. Húng chào là táo đỏ. Húng là màu đỏ. Chào là loại táo. Táo tức là nó nhỏ nhỏ mà bằng người ta gọi là táo tàu, loại táo đó nó ha. Táo, húng chào. Ở sĩ phu, con dâu. Cái từ con dâu là sĩ, phu. Sĩ phu là con dâu, mọi người thấy là đều có bộ nữ bên trái. Bởi vì con dâu chính là gì? Phụ nữ ha. Nên là sao? Có bộ, nữ bên trái ha. Còn chữ phu là chữ phu nì, phụ là phụ nữ đó. Ở là con, là con trai. Vậy là ở sĩ phu mình dịch là con dâu, Xuân tử, là tôn, tử tức là cháu ha. Chữ xuân này là cháu. Vì là con cháu nên nó có bộ tử bên trái ha. Su su là chú, chú ha. Chi hu, là cơ hồ, hầu như, dường như, là một phó từ, dường như ha. Chi hu. Mô miễn chỉ meo nghĩa là chẳng hiểu gì cả, không hiểu gì cả, là ngơ ngơ ngác ngác. Đây là một câu thành ngữ ha. Mua là không, mua miễn là không có tên, chỉ là một đại từ nó. Meo là kỳ diệu. Nhưng mà nếu mà ta giải thích theo từng chữ một thì thấy nó cũng không có hiểu gì. Đây là một câu thành ngữ. Mua miễn chỉ meo ta hiểu là không, là ngơ ngác, không hiểu gì, không hiểu đầu đuôi câu chuyện á, gọi là mua miễn chỉ meo. Chỉ sư là giải thích, giải thích. Hoàng rán ta u, là bỗng nhiên hiểu ra, vỡ lẽ ra. Hoàng rãn, ta u, cái từ ta, cái chữ u có nghĩa là hiểu. Trong đạo Phật người ta gọi là ngộ, ngộ tức là gì? Là giác ngộ ha. Ngộ tức là gì? Là hiểu ra. Ta u là đại ngộ, tức là hiểu, cái hiểu rất là lớn. Hiểu trong Phật Pháp mà đại ngộ là nó kinh khủng lắm. Là những người chứng thánh rồi người ta là gọi là ngộ, ngộ đạo ha. Khưa, hai. Chữ hai này là một thán từ ha. Ai, ái chà. Là hai. Phu, chữ phu là giàu có. Mọi người thấy là giàu có này là nó có rất là có ý nghĩa ha. Là trên cao nhất đó là bộ gì? Bộ miên trên đầu. Miên tức là liên quan đến mái nhà, vậy là có căn nhà. Và dưới bộ miên là có số 1, là một gạch là 1. Có bộ khẩu tức là một khẩu, tức là một người. Rồi ở dưới là bộ khẩu là có bộ điền. Bộ điền tức là gì? Là ruộng. Ruộng ha. Vậy là ngày xưa là có ruộng đất là ngon rồi. Vậy là một người ở một nhà, một miếng ăn và có một miếng ruộng rất to. Thì đó là giàu rồi ha. Cu chi, dự tính, ước tính. Cu chi. Phu duy. Phu duy là dư thừa ha. Cái từ duy tức là dư á. Mà giàu mà còn dư ra là phu duy. Thao. Thao là móc ra, moi ra. Tức là từ trong túi mình móc ra. Gọi là thao chu lại. Chữ móc ra thì có bộ gì? Bộ thủ bên trái ha. Móc bằng tay nên có bộ thủ bên trái. Hảo chỉ là những mấy, đến mấy cái là. Từ hảo chỉ này đứng trước số lượng, đứng trước số lượng từ để nhấn mạnh cái số lượng ha. Ví dụ như là hảo chỉ sử nén, đứng trước là những cái danh từ. Hảo chỉ sử nén là, sử nén là gì? 10 năm. Hảo chỉ sử nén tức là mấy chục năm. Hảo chỉ cơ rẫn, mấy con người. Dèn chuyên ở. Dèn chuyên ở là cái vành mắt. Cái từ dèn là mắt, còn chữ chuyên tức là khóe mắt. Cái khuyên, cái khóe mắt. Dèn chuyên ở. Bú hảo y sự là ngại ngùng ha, ngưỡng ngùng. Rơ nào, náo nhiệt ha, náo nhiệt. Chữ rơ là nóng, náo nhiệt thì phải nóng rồi. Nao tức là gì? Ồn ào. Vậy là vừa nóng vừa ồn ào, náo nhiệt ha. Chúng ta học bài văn nha. Rồi chúng ta bắt đầu đọc bài văn ha. Ti liêu khờ. Phu chin chin chinh. Phu chin tờ y phân lái xin. Tả loạn lợ liễu chư y gia bình chinh tờ sân hồ. Tả loạn lợ liễu chư y gia bình chinh tờ sân hồ. Liễu chư trai công chẳng tăng công rẫn. Liễu chư trai công chàng tăng công rẫn. Truy nén cang cang chẳng lợ công tự. Truy nén cang cang chẳng lợ công tự. Sinh hồ suy bình thí cao lợ. Sinh hồ suy bình thí cao lợ. Chuẩn bị mải thái trải sơ đen sư kỷ. Chuẩn bị mải thái trải sơ đen sư kỷ. Trải đen hái mấy mải. Trải đen hái mấy mải. Phu Chin chống nông chuân lái xin lợ. Phu Chin chống nóng chân lại xin lợ. Số đi đi nén tỷ chế huận. Số đi đi nén tỷ chế huận. Vì lợ kể đi đi chuẩn bị huân sự. Vì lợ kể đi đi chuẩn bị huân sự. Lão nhân yào lại Bắc Kinh mãi tiền ở Đông Xì. Lão nhân yào lại Bắc Kinh mãi tiền ở Đông Xì. Chơ phân xin sử liễu chư cảm tạo hẳn vấy nán. Chơ phân xin sử liễu chư cảm tạo hẳn vấy nán. Tha phu mù liêu sĩ tô xuây lợ. Tha phu mù liêu sĩ tô xuây lợ. Đi đi đâu 27 xuây lợ. Đi đi đâu 27 xuây lợ. Hái mấy chảo tao tuy xiang. Hái mấy chảo tao tuy xiang. Chén chỉ nén mấy tao tông thèn. Chén chỉ nén mấy tao tông thèn. Phu Chin tâu lại Bắc Kinh ý thẳng. Phu Chin tâu lại Bắc Kinh ý thẳng. Trú lợ chư chú ý ngoại. Trú lợ chư chú ý ngoại. Chầu sứ hái tẩy tai sang chư tợ dung tợ. Chầu sứ hái tẩy tai sang chư tợ dung tợ. Ná sang 20-30 块钱. Ná sang 20-30 块钱. Tuy chơ cỡ. Liễu trừ tờ ai rấn dễ. Liễu trừ tờ ai rấn dễ sư thông chính tá lý tợ. Liễu trừ tờ ai rấn dễ sư thông chính tá lý tợ. Hiện tại. Bù đàn sư phu Chin yào lại. Hiện tại, bù đàn sư phu Chin yào lại. Ở且还要给弟弟准备婚事。而且还要给弟弟准备婚事。费用还能少得了吗？费用还能少得了吗？他爱人终于忍不住了。他爱人终于忍不住了，说：“这回弟弟结婚，咱们最多给100 块钱。” Đọc lại. 这回弟弟结婚，咱们最多给100块钱。我跟孩子们可以先不做新衣服。我跟孩子们可以先不做新衣服。这彩电可不能不买。这彩电可不能不买。刘志用商量的口气说。刘志用商量的口气说。给他200吧。弟弟年纪也不小了。再不结婚。Đọc lại.弟弟年纪也不小了，再不结婚。我这当哥哥的心里也是块病啊。我这当哥哥的心里也是块病啊。小儿子听妈妈一提彩电。小儿子听妈妈一提彩电。连喊带跳地说。Chữ này đọc tơ nha mọi người, không phải là danh từ đích nha, chữ này đọc tơ, nó là trợ từ. Liên hàn tai theo tơ sổ. Mái chải đèn, mái chải đèn. Tổng sư的大女儿怕爸爸妈妈争论。董事的大女儿怕爸爸妈妈争论。就说，你们一个说100，一个说200，平均一下。给150吧。没过几天，刘志的老父亲来了。没过几天，刘志的老父亲来了。肩上扛了一个大口袋。肩上扛了一个大口袋。一进门就笑呵呵地打开口袋。拿出花生、瓜子、核桃和红枣等。Đọc lại cả câu dài nha. Y Jin Mẫn Jiu Xiao Hơ Hơ Tơ Tả Khai Khẩu Tài Ná Chu Hoa Sân Qua Giữa Hứa Thao Hứa Hống Chảo Tửng. Lão Rấn Y Biên Ở Ná Y Biên Ở Xua. Lão Rấn Y Biên Ở Ná Y Biên Ở Xua. Yào Sư Nâng Bày Wo Chân Sàng Tua Kể Nì Mẫn Bày Điển Ở Lại. Đọc lại. Yào Sư Nâng Bày Wo Chân Sàng Tua Kể Nì Mẫn Bày Điển Ở Lại. Ở Tử Ở Sĩ Phu Hải Mấy Xô Hoa. Ở Tử Ở Sĩ Phu Hải Mấy Xô Hoa. Xiao Xuân Tử Zai Y Bian Ở Hán Chỉ Lại. Xiao Xuân Tử Zai Y Bian Ở Hán Chỉ Lại. Bú Yao Chơ Cơ Yao Chải Điện Yao Chải Điện. Ở Sĩ Phu Đôi Xiao Xuân Tử Xô. Ở Sĩ Phu Đôi Xiao Xuân Tử Xô. Yao Sần Mơ Chải Điện. Xen Kể Xu Xu Ban Huân Sự. Đọc lại. Yao Sần Mơ Chải Điện. Xen Kể Xu Xu Ban Huân Sự. Tầng Qua Xê Rư Tử Chai Mải Bạc. Tầng Qua Xê Rư Tử Chai Mải Bạc. Bù Bù Wo Yao Chải Điện. Xiao Xuân Tử Ji Hu Yao Khu Lợ. Đọc lại. Bù Bù Wo Yao Chải Điện. Xiao Xuân Tử Ji Hu Yao Khu Lợ. Lão Rấn Mô Mình Chí Mèo. Ở Tử Chỉ Sư Xô. Bần Lái Sàng. Chơ Huế Đi Đi Ban Huân Sự. Bần Lái Sàng. Chơ Huế Đi Đi Ban Huân Sự. Lão Rấn Chơ Chái Hoảng Rán Ta Ụ. Lão Rấn Chơ Chái Hoảng Rán Ta Ụ. Y Phái Sầu Xô. Y Phái Sầu Xô. Chữ Phái này là P A I. Chữ Phô. Phô là cái chữ Phô này là P phở. Ngậm môi lại bật hơi ra nó sẽ đúng nha. Phái Y Phái Sầu Xô. Hai Hiện tại Chán Gia Bỉ Quá Chư Phu Đô Lợ. Đọc lại. Hai Hiện tại 咱家比过去富多了。我估计给你弟弟买完东西还有富裕。我估计给你弟弟买完东西还有富裕。你买彩电要是钱不够，你买彩电要是钱不够，给你添个100、200的没问题。给你添个100、200的，没问题。说着，老人从口袋里掏出好几十张，10元的人民币。放在桌子上。Ta đọc lại câu này. Lão nhân trong khẩu đai lì thao chu hảo chỉ 10 trang 10元 的人民币放在桌子上。刘志的眼圈儿红了。刘志的眼圈儿红了。他爱人不好意思的跟老人。把钱收起来说。他爱人不好意思的给老人把钱收起来说，您留着吧，我们哪能用您的？您留着吧，我们哪能用您的？这时，孩子们在一边呢，又做花生，又吃瓜子儿。孩子们在一边呢，又做花生。又吃瓜子儿。在爷爷跟前笑着喊着，在爷爷跟前笑着喊着。刘志一家又热闹起来了。刘志一家又热闹起来了。Mọi người nên nghe đi nghe lại 2-3 lần đọc theo cái phần hướng dẫn đọc bài. Đọc theo vài lần rồi sau đó mới nghe phần giải thích từ mới. Thì mới nghe phần dịch bài thì như vậy nó sẽ dịch tốt hơn nha. Nhớ là đọc đi đọc lại nhiều lần cho lưu loát nha. Rồi bây giờ chúng ta sang phần dịch bài. Phan Y. Phần dịch bài này là thầy có hướng dẫn về ngữ pháp rất là chi tiết. Mọi người chịu khó mà nghe xong rồi học theo từng câu ngữ pháp sao cho dịch cho chuẩn nhất, hay nhất, đúng nhất. Như thế này là trình độ mọi người sau khi học xong 15 bài của sách trung cấp này là sẽ trình độ tiến bộ rất là xa nha. Dịch bài sau này là giỏi luôn, là đến khi mà thi HSK4 á là rất là yên tâm mà ôn thi nha. Rồi, ta bắt đầu dịch bài. Câu đầu tiên, Phu Chin Tờ Y Phân Lại Xin. Câu này mình dịch ngược lại, thấy có chữ tờ phải không? Có chữ tơ mình sẽ dịch ngược lại là một lá thư gửi đến. Y Phân Lại Xin là một lá thư gửi đến của ai? Vậy là của cha. Phu Chin ha. Một lá thư gửi đến của cha. Động từ là tả loan, mọi người thấy không? Gạch dưới chữ tả loan. Rồi tiếp theo là có lượng từ y cha, lượng từ. Và từ trung tâm là từ tân ngữ đó là chữ sân hổ. Như vậy khi dịch mình sẽ dịch động từ trước, rồi dịch lượng từ, sau đó đến tân ngữ, rồi mới quay ngược lại dịch những thành phần bộ ngữ nha. Vậy câu này mình dịch là gì? Là đã làm. Tả loan là đã làm gì? Là xáo trộn ha. Đã làm xáo trộn. Xáo trộn cái gì? Y cha phỉnh trinh là sân hổ là gì? Một cuộc sống vốn dĩ bình an. Một cuộc sống vốn dĩ sao? Bình an của ai? Của cả nhà Lưu Kinh, Lưu Trí ha, của cả nhà Lưu Trí. Tức là đang sống bình yên, tự nhiên một lá thư gửi đến của cha gửi đến gia đình này là mọi người là xào xáo lên. Cái bài văn này nó nói về là ngày xưa là những thập niên là khoảng 70 á, thập niên 70 80 á là tivi màu rất là hiếm. Cho nên sao nhà nào mà có điều kiện mua được một cái tivi màu á là cực kỳ là giàu có. Lúc đó là hạnh phúc lắm. Cho nên là gia đình của Lưu Kinh đó là sống ở vùng thành thị, là thành thị đi làm công nhân thì sao? Là có tiền lương hàng tháng, cho nên sao là dành dụm được tiền và có thể muốn cả gia đình đó là muốn mua một cái tivi màu. Nhưng mà người cha thì sống ở vùng quê, cha với em trai sống ở vùng quê, làm nông nghiệp thiếu thốn, cho nên sao? Là mỗi lần tới thành phố đều mong muốn là người con á, là Lưu Trí á, gửi ít tiền về cho cha. Thế nên là lần này là cuối năm rồi ha, là một lá thư của người cha gửi đến, là thấy rằng là mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Tại vì trong lá thư sẽ nói gì? Nói là người em trai là sắp kết hôn rồi, mà đương nhiên kết hôn thì phải cần tiền. Mà nếu mà lo tiền cho em trai kết hôn thì gia đình Lưu Trí sẽ không mua được tivi màu. Cho nên là câu chuyện nó xảy ra như thế này. Thì chúng ta sẽ dịch bài và hiểu như vậy ha. Bài rất là cảm động nha. Thầy dạy bài này cảm động, cảm thấy rằng đọc bài này cảm động lắm. Vậy hiểu được cái thập niên 80 á, TV màu rất là hiếm. Là Liễu Chư Trai Công Trảng Tăng Công Rẫn. Lưu Trí làm công nhân ở nhà máy. Cái từ trai công tràng là trảng ngữ, nên dịch sau ha. Làm công nhân ở nhà máy. Năm ngoái vừa mới được tăng lương. Tràng lơ công chư. Mọi người lưu ý nha, chữ này là tràng. Tràng lơ công chư là tăng lương á, đầu là tràng ZH ha. Sân hổ suy phỉnh thí cao lợ là sân hổ suy phỉnh là mức sống được nâng cao rồi. Chuẩn bị mua một cái tivi màu ha. Thải tức là cái, một cái tivi màu. Chải sơ ten sư chi là tivi màu. Chải sơ là màu sắc, ten sư chi là tivi màu. Chải ten hái mấy mải là tivi màu còn chưa mua. Phu Chin chống nông chuân lại xin lợ. Người cha từ nông thôn gửi một lá thư đến, tức là người cha có một lá thư gửi từ nông thôn đến. Nói rằng em trai cuối năm kết hôn. Căng đó nha. Nội dung thư đó là em trai cuối năm kết hôn. Vì để cầy ti ti ban huân sự là chữ cầy là giới từ ha. Vì để quay lợ, chữ này quay ha, quay là vì để. Vì để là chuẩn bị hôn sự cho em trai. lão nhân giao lại Bắc Kinh mãi cái là tông xì. Người cha sẽ đến Bắc Kinh mua một ít đồ, đã không có tiền rồi mà còn tới Bắc Kinh là mua ít đồ về cho em trai chuẩn bị kết hôn, nên là rất là lo nha, cái tâm lý như vậy. Trơ phân xin lá thư này khiến cho Lưu Chí Càn Tao hẳn quấy nản, cảm thấy rất khó xử, rất là khó xử, hẳn quấy nản. Tha phụ mù liêu sử tuổi xuê lợ, cha mẹ của anh ấy đã hơn 60 tuổi rồi, liêu sử tuổi xuê là hơn 60 tuổi rồi. Em trai cũng đã 27 tuổi rồi. Tâu đây là cái chữ tâu này mình là đã đó, đã 27 tuổi rồi. Vẫn còn chưa kiếm được đối tượng, hãy mấy chào tao tuy sàng. Chén chỉ nén mấy tao tông thiền, mấy năm trước ha, chén chỉ nén mấy năm trước. Mấy tao tông thiền mỗi khi đến mùa đông, mỗi khi mùa đông đến á, mình gì đấy. Phu Chin tâu lại bảy chi nghĩ thang, người cha đều đến Bắc Kinh một chuyến. Chú lợ ý vai, ta có câu trúc câu là chú lợ chấm chấm chấm, ý vai là ngoài chấm 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 ra. Ngoài việc ăn ở ra, chư chu là ăn ở ra. Chầu sứ là lúc đi, tức là lúc đi là lúc về đó. Hái tẩy, chữ này đó là tẩy nha, phải. Hái tẩy là còn phải. Còn phải tai sang là mang theo. Mang theo cái gì? Đồ ăn, đồ dùng, chư tợ, dùng tợ. Ná sang 2-30 khoai chén, 2-30 là 2-30. Ná sang là cầm lấy, 2-30 đồng. Tức là mình trước đây là mỗi khi cuối năm đến ha, là chuẩn bị qua Tết á, thì người cha sẽ tới thành phố thăm người con là Lưu Chí. Rồi tới đây thì sao? Là Lưu Chí sẽ mua cho là đồ ăn, đồ uống để mang về, lo ăn ở, chi phí ăn ở, xong rồi á, là lo là mua đồ mang về, đồ ăn, đồ dùng, quà Tết. Chưa có hết mà còn gì? Còn mang theo mấy 2-30 đồng nữa. Chà, rất là căng, cảm động. Tuy chưa cửa, đối với điều này, đối với cái này, đối với điều này. Liễu trừ từ ai rẫn, vợ của Lưu Chí, từ ai rẫn mình gì là vợ đó nha. Vợ của Lưu Chí cũng rất là thấu tình đạt lý, cũng rất là thấu tình đạt lý, tức là hiểu, thông cảm, không ý kiến gì, vui vẻ. Sen trai bây giờ Bú Tan Phu Chín giao lại, chẳng những là người cha cần đến, người ta sẽ đến, chẳng những là người cha sẽ đến, mà còn ở trẻ hãy kể tí tí chuẩn bị hôn sự. Cày, cái chữ cày và chuẩn bị là chuẩn bị cho ha. Mà hơn nữa mà còn chuẩn bị hôn sự cho em trai. Hôn sự tức là việc cưới hỏi đó. Phây dung hãy nâng xảo tới lẻo ma, chi phí tiêu xài còn thiếu được hay sao? Xảo tơ lèo là thiếu được, còn có thể thiếu được hay sao? Hãy nâng xảo tơ lẹo ma. Tha ai rẫn, vợ của anh ấy. Trung dĩ cuối cùng, rần bú chu lợ. Rần bú chu là bộ ngữ khả năng, không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa, nói. Trở huế, lần này ti ti chế huân, lần này thì sao? Cái chữ huế này là lần nha, lần này, phen này, lần này em trai kết hôn, chúng ta truy tụa nhiều nhất, chúng ta chán mẫn là chúng ta nhiều nhất cho 100 đồng, y bảy khoai chén 100 đồng. Nói với người chồng xưng là wò, tức là em ha, mình là em. Em với con cái tạm thời là không cần, không không may quần áo mới trước. Khởi ý, có thể không may quần áo mới trước, em với con cái. Nghe cảm động ha. Sen phủ chua xin y phủ là gì? Không may quần áo mới trước. Chua xin y phủ may quần áo mới. Tết thì phải may quần áo mới. Nhưng mà sao? Quần áo mới có thể không may. Nhưng mà gì? Trải tiền cửa bu nắng bu mại. Là tivi màu. Nhưng không thể không mua. Cái chữ cửa này là nhấn mạnh nha. Trải tiền. Chơ trải tiền là tivi màu này. Cửa. Cửa này là nhấn mạnh. Bu nắng bu mại. Tivi màu này không thể không mua. Chữ cửa nhấn mạnh. Không thể không mua. Bu nắng bu mại. Lưu Chí Dung sang leng de khẩu chi suo. Lưu Chí dùng. Dùng cái gì? Sang leng de khẩu chi. Phía đằng sau động từ là dung. Phía đằng sau chữ tơ là khẩu chi. Là khẩu khí. Vậy là mình hiểu là Lưu Chí dùng khẩu khí thương lượng. Nói. Tức là dùng cái thương lượng. Khẩu khí thương lượng với vợ đó. Tội nghiệp chưa? Không thể nào không giúp cha với lại em trai, mà cũng không thể nào là làm buồn lòng vợ con. Nó cũng rất là khổ tâm nha, cái hoàn cảnh này khổ tâm lắm nha. Nói là gì? Kể tha ở bài bà, thôi cho em nó 200 đi. Em trai tuổi tác là cũng không còn nhỏ nữa. Trai bù chỉ huân là còn không kết hôn. Vậy là còn không kết hôn. Còn không kết hôn nữa, trai bùi chỉ huân. Trong lòng của người làm ăn trai như anh đây. Cái chữ của tang, cưa cưa tờ xin lị là trong lòng của cái người làm ăn trai đây. Tang cưa cưa ha, tức là làm ăn trai đây. Dễ sư khoai pin ạ, cũng sắp bệnh mất rồi. Xào ớ tử thích mama y thí trải tiền. Xào ớ từ là gì? Con cái ha, con trai. Vừa mới nghe mẹ nhắc tới tivi màu. Y thí trải tiền, vừa nhắc tivi màu. Y là vừa. Thí là nhắc ha, nhắc đến tivi màu. Khoái quá đi chứ ha. Lén hàn tai theo, ta có chữ lén ... tai, tức là cả A lẫn B. A là chữ hàn, B là chữ theo. Tức là mình dịch là gì? Vừa hét vừa nhảy ha. Mình có thể gì là cả lẫn hoặc là vừa. Vừa hét, chữ Hàn là hét lên, vừa hét vừa nhảy lên, nói rằng mua tivi màu, mái trái tiền. Tổng sư là ta nữ, đứa con gái hiểu chuyện. Tức là đứa con gái lớn rồi nên là cũng hiểu chuyện rồi. Pa papa mama tranh luận, sợ cha mẹ tranh luận. Lại tranh luận, nó sợ tranh luận, lớn tiếng mất công mất vui. Sợ cha mẹ tranh luận, liền nói chiêu xua, liền nói. Nì mến ý cơ xuôi bài. Nì mến ý cơ xuôi bài là cha mẹ. Nì mến là mình dịch là cha mẹ nha, nói chuyện cha mẹ mình dịch là cha mẹ. Cha mẹ một người thì nói 100, một người thì nói 200. Phỉnh chuyên ý xa, tính bình quân lại. Cày y bái ủ bạ. Tính bình quân lại cho 150 đi. Mấy của chỉ thiên. Sau khi thảo luận xong cái mấy ngày sau ha. Chưa được mấy ngày nữa. Cha, người cha già của Lào Phu Chin là người cha già. Người cha già của Lưu Trí đến rồi. Bắt đầu từ vùng quê đến rồi. Người già mà từ vùng quê thì vác rất là nhiều thứ. Vùng quê, đặc sản của vùng quê. Cái hình ảnh đó rất là dễ thương ha. Chen sang kháng là ý cái ta khẩu tay. Chen sang là trên vai. Vác, chữ kháng là vác, là khiêng. Trên vai vác một cái túi thật là to. Ta khẩu tay, một cái túi to. Y, ta có chữ y chiều là vừa thì ha. Y chin mến, vừa bước vào cửa. Liền, y chiều là vừa thì hoặc là vừa liền. Liền cười ha hả, liền cười kha kha. vừa bước vào cửa liền cười khà khà, rồi mở cái túi ra, tà khai khẩu tai, mở cái túi ra, tà khẩu tai, mở cái túi, miệng túi ra. Nã chu hoa sơn, nã chu là lấy ha, lấy, cái chữ chu là ra, nhưng mà mình cái chữ ra này sẽ dịch sau nha. Lấy, nã, lấy cái gì? Lấy đậu phộng này, hạt dưa này, hồ đào này và táo đỏ vân vân ra, lấy ra, hoặc là gì, là liền lấy ra đậu phộng, hạt dưa, hồ đào và táo đỏ vân vân. Lão đến y bên ở nãy, y bên ở xua, người già vừa lấy ra vừa nói, tức là tay vừa bóc ra là miệng vừa nói. Giao sư nẫn bay, nếu như có thể vác, cha thật sự rất muốn vác nhiều thêm một chút nữa cho các con. Dịch vậy ha. Chân sàng tua cái nỉ mẫn bay tiền đó. Ở tử, ở sĩ phu hải mấy xua hoa, người con trai, con dâu còn chưa lên tiếng. Xiao xuân tử trai bên ở hẳn chỉ lại. Đứa cháu nhỏ đứng một bên, ở một bên là sao? Hét lên. Không cần cái này, không lấy cái này, không cần cái này, cần tivi màu, cần tivi màu. Vừa hét lên vừa khóc lên ha. Bú giao cho cái giao chải tiền, giao chải tiền. Ở sĩ phu tuy xiao xuân tử sọ, người con dâu nói với đứa cháu nhỏ. Cái chữ tuy chấm 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 sọ là nói với ha, nói với ai? Là nói với đứa cháu nhỏ. Tuy xiao xuân tử sọ, yào gì mà chải tiền, hiện để nị chú chú ban hôn sự, đợi qua xế nhật tử zǎi mài bạ. Yào gì mà chải tiền là gì? Cần tivi màu gì chứ? Để qua một đón, xem cái nỉ su su ban hôn sự là gì? Là lo, ban là lo làm, lo ha, mình gì là lo, lo vịt cưới hỏi cho chú của con trước đã, của con, lo vịt cưới hỏi cho chú trước đã. Đợi từng cua si rư chỉ là đợi qua một vài ngày ha, hay là qua một thời gian nữa, trai mải bạ rồi hãy mua. Qua một thời gian rồi hãy mua. Pu pu không không, cần tivi màu. Đứa cháu nhỏ dường như muốn khóc luôn, dường như muốn khóc rồi. Lúc đó là sao? Là cái đối thoại của hai mẹ con này khiến cho người cha là người ông này là không hiểu gì hết trơn. Cho nên là lào đến mua miếng chỉ mèo, người già không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Ở chữ chỉ sư xua, ngơ ngác quá cái rồi không hiểu được cái câu chuyện, nên là người con trai mới giải thích đó. Người con trai giải thích nói, lẽ ra muốn chấm chấm chấm, tức là giải thích lại đầu đuôi câu chuyện ha. Lẽ ra muốn chấm chấm chấm, lần này em trai lo việc cưới hỏi chấm chấm chấm, cho nên sao là không mua tivi màu được mà lo tiền cho em trai, ý là giải thích vậy đó. Lúc này thì sao? Lào đến chạy hoảng đến ta u. Ông già bây giờ mới chợt hiểu ra, chợt hiểu ra. Y phai sầu xóa, phai sầu tức là gì? Vỗ tay cái bạch cái ha. Và y phai sầu xóa, vỗ tay nói, tức là hai tay mình đập vào nhau cái là nói. Bây giờ nhà chúng ta giàu hơn quá khứ nhiều rồi, tức là giàu hơn trước đây nhiều rồi. Câu này nó có chữ pì ha, pì là câu so sánh ha. Giàu hơn trước đây rồi. Cha ước tính, cu chi, cha ước tính sau khi mua xong đồ đạc cho em trai của con xong, cái nỉ ti ti mải bán tông si, tức là mua hết đồ cho em trai của con xong. Nhà chữ cày và mài hoán là đi chung với nhau. Kết cấu là giới kết cấu giới từ ha. Chữ cày với chữ mài hoán. Hải dầu phu duy còn có dư. Ní mãi chải tiền con mua tivi màu nếu như không đủ tiền, cái nỉ thiên cơ y bảy ơ bảy tợ, có thể thêm cho con 100-200 đồng là không vấn đề. Trời ơi, nghe nói mừng. Nói xong, xua chợ đang nói, vừa nói ha, tức là xua chợ vừa nói thì ông già từ trong cái miệng túi móc ra mấy chục tờ nhân dân tệ loại 10 đồng. Ta có động từ là thao chu. Hảo chỉ sử trang là lượng từ. Rồi, tân ngữ là gì? Rẫn mỉn pi, có chữ tờ xong đến rẫn mỉn pi. Và sử yuan tức là 10 đồng, tức là một tờ là 10 đồng đó, một tờ tiền là 10 đồng đó, là móc ra mấy chục tờ như vậy ha. Vậy là bao nhiêu tiền? Một tờ 10 đồng, 10 tờ 100 đồng, vậy là mấy chục tờ, là mấy trăm đồng đó. Ngày mình dịch là gì? Ông già từ trong túi móc ra mấy chục tờ nhân dân tệ loại 10 đồng để ở trên bàn. Phan trai chua chữ sang nghe ngầu chưa? Hết, làm cho mọi người ngạc nhiên hết hồn ha. Trong cái tình huống đó là cũng rất là thú vị. Liễu chư tờ dẻn chuyên ở hổng lợ. Dịch ngược lại, có chữ tơ mình dịch ngược lại. Khóe mắt của Lưu Trí đỏ lên. Muốn khóc rồi, cảm động quá. Thầy dạy bài này trên lớp là cũng muốn khóc luôn á. Mắt cũng đỏ đỏ lên. Tha ai rẫn bù hảo y sư tơ cấy lão rẫn. Câu này có chữ tơ. Chữ tơ này là trạng ngữ. Và đồng thời có chữ bà. Vợ của anh ấy gì? Ngại ngùng. Bù hảo y sư là gì? Ngại ngùng. Rồi ta có chữ cấy lão rẫn bà chén sâu chỉ lái. Tức là cất giữ tiền cho ông già. Và nói. Tức là cất tiền cho bố á, tức là đem cái mấy chục tờ tiền ở trên bàn đó, đó là cất cho bố đi, tức là nhét vào túi của bố hay sao đó, ta hiểu như vậy. Vợ của Lưu Trí ngại ngùng là cất tiền cho bố và nói, bố để lại đi, liễu chờ bà, bố cứ để lại đi. Wò mán nà nâng dông nín tợ, chúng con làm sao có thể sử dụng tiền của bố. Cái chữ tơ là tơ chén á. Lúc này chữ sử hải tử mẫn chay bên ở. Lúc này con hải tử mẫn là gì? Con cái ở một bên vừa làm sao đứng một bên á, là dâu cho hoa sơn vừa bóc đậu phộng vừa ăn vừa cắn hạt dưa rồi la hét cười la hét ở phía trước của ông nội. Trai dễ dê cân chén là ở phía trước mặt ông nội ha. Này, vừa hét vừa cười ha, vừa cười vừa hét lên. Thế lúc đó là sao? Nghe nói là không cần cho tiền cho chú mà lại còn nhịn được thêm tiền nữa, nên là con cái rất là vui. Mấy đứa cháu rất là vui ha, nhảy tưng tưng lên. Liễu chư y cha, cả nhà Lưu Trí dâu rơ nào chỉ lái lợ, lái vui lên, lại rơ nào chỉ lại là lại bắt đầu vui lên ha. Lúc đó là cái không khí làm sao vui như Tết. Rồi bài học này là hết. Các em hãy trả bài thuộc lòng đoạn 2 xem nào. Các em hãy trả bài thuộc lòng đoạn này là chơ phân xin sử liễu chư cản tao hẳn với nán cho đến hết đoạn ha. Hết đoạn nói là gì? Hết đoạn là chơ chải tiên khở pu nấng pu mãi. Đọc thuộc lòng hết đoạn này và sau đó ghi âm cho thầy nghe. Mọi người hãy đọc đoạn này thật là lưu loát, thật là trôi chảy, và cả bài là đọc lưu loát, phát âm chuẩn nha mọi người nha. Nhớ là sách trung cấp là mình cứ trân trọng là học lưu loát từng câu một, là tự nhiên là mình sau này mình sẽ rất là giỏi thôi. Rồi, video là bài giảng đến đây là kết thúc. Rồi các em hãy tranh thủ học bài, rồi đến giữa tuần đó là đọc thuộc lòng đoạn văn này, trả bài cho thầy nha. Rồi chào tạm biệt mọi người, trai chèn.